cố lên nào Skibidi Toilet Guy, chúng ta sắp có thành viên mới rồi. Khó chịu quá. Phải, cố lên, rắn mạnh lên, con của chúng ta sắp chào đời rồi đó. Một chút nữa thôi, cố lên đi. Hay quá, cuối cùng con của tôi đã chào đời rồi bà con của bác ơi. Quá, sao trông nó kỳ lạ thế kìa. Quái thai, tỷ là quái thai rồi. Nó có cái đầu là camera, giống như lũ tay tanh. Không, đừng làm hại tôi. Mau giết nó đi, đừng để cho nó sống sót. Cha mẹ ơi, cứu con. Mặc dù bọn tao đã để ra mày, nhưng mày khác biệt bọn tao. Mày phải chết, giết nó đi. Không, các người không được lại gần tôi, các người không được làm hại tôi. Mau tránh xa ra. Mình còn sống hay sao? Nơi đây là nơi nào? Sao nhiều xác chết hôi thối vậy? Không lẽ những đồng loại toilet tưởng rằng đã giết mình chết nên ném mình ra đây? Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy chứ? Đói bụng quá. Nhưng cái xác này trông cũng thật là thơm ngon, mặc dù nó thúi còn hơn cờ ức nữa. Nhưng mình phải cố gắng ăn tạm. Nào quá. Được rồi, bây giờ phải làm gì tiếp theo đây? Không lẽ lại quay trở về nhà nữa hả? Lỡ đâu đồng loại mình biết mình còn sống, họ lại cố gắng giết chết mình một lần nữa thì sao? Thôi, mình cứ đi lang thang, sống được ngày nào hay ngày đó. Chết đi, đủ tài tình tiên mới khốn kiếp. Các người ỷ đông ỷ to lớn ăn hiếp một mình ta, không dễ dàng như vậy đâu. Ủa, có chuyện gì đằng trước vậy? Là lũ người đầu tivi đang tấn công một quái vật toilet à? Chết tiệt, mình phải tới đó cứu đồng loại của mình. Tiến lên, chúng ta phải giết được tinh thần quái vật toilet đó. Đừng để hắn thoát khỏi hành tinh này. Cái gì chứ? Đó là thần toilet à? Vậy thì các ngươi đừng làm hại ông ấy. Hay quá, bọn chúng chết hết rồi. Đúng là một lũ rác rồi. Các ngươi nghĩ có thể động vào một cọng tóc của ta hay sao? Còn ngươi nữa, ngươi là một quái vật bồn cầu đầu camera, trông thật kỳ lạ, nhưng ngươi thật là anh dũng, dám một mình sống vào để cứu ta. Khá khen. Tôi chỉ muốn giúp kẻ yếu thôi. Đồng thời tôi thấy ông cùng đồng loại với tôi, nên tôi không thể nào bỏ rơi ông. Đúng rồi, bọn chúng nói ông là thần toilet, có thật không vậy? Vậy thì hãy cho tôi đi theo ông đi, chứ tôi lang thang một mình cô đơn lắm. Cái gì? Sao người không sống với bầy đàn đồng loại của mình? Ở vũ trụ số 1 hành tinh sống này tồn tại rất nhiều quái vật toilet mà. Đáng lẽ là như vậy, nhưng khi tôi chào đời, họ nhìn thấy tôi có một cái đầu là camera. Họ nghĩ tôi là điệp viên của bọn tai tình cắm vào để theo dõi họ, nên họ đã cố gắng giết chết tôi, không chấp nhận tôi. Thì ra là như vậy. Chắc có lẽ lúc mang bầu ngươi, mẹ ngươi đã vô tình ăn một cái xác của cameraman nào đó. Tỷ của hắn vô tình ảnh hưởng tới thai nhi và biến đổi ngươi thành ra thế này. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Bây giờ ta phải đi rồi, ta không thể nào mang ngươi theo và không thể nào thay đổi số phận của ngươi được, mà phải tự chính bản thân của ngươi thay đổi. Được rồi, để đáp lại lòng tốt lúc nãy ngươi đã liều mạng giúp ta, ta sẽ mang cho ngươi một nguồn năng lượng ở vũ trụ mà ta hấp thu được. Hay quá, người của tôi, trông thật ngầu, trông thật oai vệ quá đi. Cảm ơn thần toilet. Được rồi, người nhanh chóng di chuyển theo hướng mặt trời lặn, chắc chắn người sẽ gặp được đồng loại gia đình của mình ở đó. Hãy chứng minh cho họ thấy người thật sự mạnh mẽ và họ phải cần đến người. Tôi biết rồi. Kể từ nay tôi sẽ là một con quái vật bồn cầu vô cùng uy dũng, lực lượng tất cả quái vật bồn cầu cái ai cũng muốn có bầu với tôi hết cho bà xem.
đây, quái vật toilet Kamaraki. Nếu ngươi gặp chuyện nguy hiểm, chỉ cần ăn thật nhiều, người của ngươi sẽ thay đổi và phát huy sức mạnh tối đa. Wow, chạy đi, chạy đi. Lũ Skibidi Titan cuối cùng cũng đã phát hiện ra hang ổ của chúng ta. Bọn chúng đang tấn công chúng ta kìa. Chúng mày có chạy mà đang chơi. Hôm nay sẽ là ngày tàn của lũ quái vật toilet chúng mày. Chết hết đi. Có chuyện không hay xảy ra với quê hương của mình rồi. Không, không, sẽ xuất hiện rất nhiều TV Man thế này. Còn có cả Speaker Woman nữa, Clean Man nữa. Khốn kiếp, các ngươi mau dừng lại, không được làm hại đồng loại của ta. Mẹ Kim, thứ gì thế này? Đầu của ngươi là một camera, còn thân hình là một quái vật bồ câu à? Rốt cuộc ngươi đứng về phía nào vậy? Chết đi. Tất nhiên ta đứng về phe của quái vật bồ câu rồi, bởi vì cha mẹ ta chính là những Skibidi Toilet. Ta căm thù các ngươi, lũ Titan, lũ TV Man, Speaker Woman, còn cả bọn Cleaner Man nữa. Các người to gan hôm nay dám vác mặt tới đây, vậy thì đừng hòng đi được. Ta sẽ giúp đồng loại của ta tiêu diệt sạch sẽ các ngươi, cứu lấy họ. Mẹ Kim, không hay rồi, hãy cẩn thận. Có thứ quái vật bồn cầu đầu camera kỳ dị kia mạnh quá. Một mình nó đã tàn sát hết đội quân Skibidi Man của chúng ta rồi. Mau, rút quân, báo cáo chuyện này lên cho chúa tể của chúng ta. Đừng hòng chạy thoát. Dài. Chết tiệt. Lũ quái vật bồn cầu ở đây, sao các ngươi lại tấn công ta chứ? Ta đừng giúp đỡ các ngươi đó. Cái gì chứ? Không phải người chung phe với lũ Skibidi Man đó à? Đừng nghĩ cái bọn ta ngu nha. Ngươi đang dụ bọn ta ra ngoài để giết hết bọn ta chứ gì? Không phải đâu. Bình tĩnh đi. Là tôi đây, các ngươi không nhớ à? Mấy ngày trước, cha mẹ tôi đã để tôi ra là một cái toilet có đầu camera, bị các ngươi ruồng bỏ, tí nữa thì bị các ngươi giết chết đi mà. Thì ra là ngươi, bây giờ sao trông ngươi khác thế này? Là vậy, ngươi còn cứu bọn ta nữa. Bọn ta. Thôi, mọi người đừng nhắc chuyện cũ nữa. Bây giờ, tôi có thể giúp đỡ được mọi người là tôi vui lắm rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu xây dựng lại đế chế quái vật bồn cầu của chúng ta nào. Khoan, chưa đâu. Lúc nãy, có một tên tay tanh hung tợn to lớn. Hắn đã bắt hết tất cả quái vật bồn cầu con đi rồi. Chúng tôi cố gắng chống cự, nhưng hắn sai thuộc hạ của hắn khống chế chúng tôi như thế này đây. Cái gì? Tất cả Skibidi Toilet con đã bị bắt hết rồi à? Chết tiệt, là một tên tai tanh khổng lồ gây ra. Nhưng mà bây giờ làm sao tôi có thể chống lại hắn để cứu đám Skibidi Toilet con chứ? Làm ơn đi. Chỉ có anh bạn mới cứu được bọn chúng thôi. Phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, vì thần toilet đã nói với tôi, chỉ cần tôi ăn thật nhiều là tôi sẽ phát huy được sức mạnh tối đa của mình. Thức ăn, xác con lũ TV Man, Speaker Woman, Cleaner Man nữa, tôi sẽ nuốt bọn chúng. Chưa đủ. Vậy thì cậu hãy ăn luôn chúng tôi đi. Tất cả quái vật bồn cầu nhảy vào miệng của cậu ấy. Chúng ta liều mạng để cậu ấy mạnh lên cứu con cháu của chúng ta. Không. Tên tai tanh chết tiệt, người dám bắt con cháu của loài quái vật bồn cầu, ta sẽ bắt người trả giá. Sợ quá, thả chúng tôi ra đi, thả chúng tôi về nhà với bố mẹ đi. Bình tĩnh nào, kể từ nay ta sẽ là người thân, ta sẽ là cha của các con. Các con hãy quên lũ khốn kiếp đó đi. Ta sẽ huấn luyện các con trở nên mạnh mẽ và trở thành đội quân của ta để xâm chiếm vũ trụ khác. Không, ông là người xấu, mau thả chúng tôi ra. Chết tiệt, tên tai tanh khốn kiếp kia, thì ra ngươi bắt lũ nhỏ toilet ở đây. Mau, thả bọn chúng ra. Chết tiệt, ở đâu lại xuất hiện một thứ quái vật bồn cầu kỳ lạ to lớn thế này? Người rút cuộc là phe của Skibidi Titan hay là phe của quái vật bồn cầu vậy? Người hỏi một câu dư thừa. Thần hình ta là một cái bồn cầu thì chắc chắn ta thuộc về phe của Skibidi Toilet rồi. Ta đến đây là để lấy cái mạng chó của ngươi. Ngươi to gan dập xét hại đồng loại ta rồi bắt con cháu của ta. Thiệt ra là như vậy.
con quái vật bồn cầu của các ngươi có sức mạnh vô biên mà không biết gây ra chiến tranh, xâm chiếm hành tinh khác. Suốt ngày cứ ăn chơi, núng nịu, hưởng thụ, sống an nhàn. Các ngươi không biết chán à? Bây giờ ta sẽ thay mặt cho đội binh tinh nhẹ ở vũ trụ này bắt đầu thành lập và hình thành nên đội quân mới. Cách mồm lại! Ngươi không có tư cách sử dụng quái vật bồn cầu đồng loại của ta để làm đội quân cho ngươi sai khiến đi chiến tranh ở vùng đất khác đâu. Chết đi! Chết tiệt! Dừng lại! Ta tha mạng chó cho ngươi đó. Ngươi đừng hòng bao giờ đụng tới loài quái vật bồn cầu của ta nữa, nghe chưa? Sợ quá! Ba mẹ ơi! Tôi cứu chúng con! Được rồi các em! Đừng sợ nữa! Anh thay mặt cha mẹ của các em tới đây đón các em về nhà. Mau theo anh nào.